đánh tốt nhá. Cứ phát cẩn thận quà đi. Một, hai, ba. Anh Long cố lên. Anh Long cố lên. Thành Long và trung học cơ sở Thành Thọ. Đội nào thắng trong trận đấu này sẽ giành một vé vào chơi vòng chung kết toàn huyện diễn ra vào cuối tháng 2. Không được bóng ngoài sân. Đây là trận đấu thứ 3 và tỷ số lúc này đang là 3-2 nghiêng về đội áo xanh Thành Thọ. Tỷ số của trận đấu đang là 1-1 và trận đấu này các cầu thủ sẽ thi đấu chạm 15. Rất mạnh. Như vậy thì bài sẽ định bóng trong sân. Tỷ số lúc này là 3-3. Trong toàn huyện sẽ chia thành 4 cụm và mỗi cụm sẽ chọn ra 3 đội. Ở bảng đấu này thì đội trung học cơ sở Nội Trú và trung học cơ sở Thành An đã giành quyền vào vòng chung kết toàn huyện. Và trong trận đấu này giữa đội trung học cơ sở Thành Long và trung học cơ sở Thành Thọ, đội nào thắng sẽ giành một vé vào chơi vòng chung kết toàn huyện. Phát bóng rất mạnh, bóng đẹp rồi. Chắn bóng tốt, điểm 4-3 cho cầu thủ Thành Long. Ăn điểm trực tiếp 5-3 cho các cầu thủ Thành Long. 1-2-3. Thành Long cố lên. 2-3. Tỷ số lúc này là 5-3. Và đội Thành Long phát bóng. Rất hiểm. Vừa rồi thì số 15, bên đội Thành Long đã có một pha bóng rất hiểm. Bóng qua nhẹ nhàng rồi. Rất uy lực. Một pha đá bóng của số 7 ở vị trí số 4. Mang về điểm số thứ 7 cho đội Thành Long. Tỷ số lúc này là 7-3. Và huấn luyện viên trưởng của đội Thành Thọ xin được tạm dừng hội ý trong trận đấu thứ 3. Đội nào thắng trong trận đấu này sẽ giành một vé vào thi đấu vòng chung kết toàn huyện diễn ra vào cuối tháng 2. Xin mời các bạn đăng ký kênh để theo dõi những trận đấu diễn ra sắp tới. Là những pha phát bóng rất uy lực của số 15. Phòng thủ tốt rồi. Bóng vẫn còn. Không được pha nỗ lực cứu bóng của cầu thủ Thành Long không thành công. Nhưng cũng phải đáng khen cho tinh thần của các em. Như vậy có thêm một quả bóng ở trong sân và trọng tài sẽ đánh lại pha bóng này.
số hiện tại đang là 7-4 nghiêng về đội áo đỏ Thành Long. Đúng một đẹp rồi. Chiến thuật xử lý tốt. Điểm số được nâng lên 8-4 cho cầu thủ Thành Long và hai đội đổi sân tiếp tục thi đấu trận đấu thứ ba. Trong trận đấu thứ ba thì hai đội sẽ thi đấu chạm 15. Ở mùa giải năm nay, giải bóng chuyền học sinh cấp 2 thường niên của Hệ Thành thì các đội tương đối mạnh. Đây là cụm số 1. Phòng thủ tốt. Đập bóng tốt. Và đập bóng của số 01 ở vị trí số 4 mang về điểm số thứ 9 cho đội Thành Long. Mười bốn cho đội Thành Long. Không được. Pha bóng của số 7 bên đội Thành Long chưa qua lưới và điểm 50 cho đội Thành Thọ. Phát bóng tốt. Điểm số là 60 và đội Thành Long xin được tạm dừng hội ý lần thứ nhất trong trận đấu thứ ba. Bước 1 tốt rồi. Phòng thủ không thành công. Điểm số 11 cho Thành Long. Tỷ số lúc này là 11-6. Bùi Văn Trung. Tốt rồi. Số 3. Đập bóng tốt. 71 cho cầu thủ Thành Thọ. Đúng một đẹp rồi. Bóng xuyên chắn của cầu thủ Thành Thọ và nâng điểm số 12-7 cho cầu thủ Thành Long. Đóng bóng tốt. Điểm 13-7 cho cầu thủ Thành Long. Đập bóng tốt. Tỷ số rút ngắn còn 83 cho cầu thủ Thành Thọ. Bước 1 đẹp rồi. Đập bóng tốt. Điểm 14 cho cầu thủ Thành Long. Các cầu thủ Thành Long đang rất gần với tấm vé vào vòng sau. Thì cánh đập bóng tốt. Bóng đập tay chắn ra ngoài và tỷ số rút ngắn còn 9-14 cho các cầu thủ đến từ trường trung học cơ sở Thành Thọ. Bước 1 đẹp rồi. Như vậy là đội trung học cơ sở Thành Long đã giành tấm vé vào vòng trong. Xin lời chúc mừng các cầu thủ trường trung học cơ sở Thành Long. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.